Hello, Tống Phương xin chào quý vị và các bạn ha. Vườn thực bây giờ của chúng ta mà trồng cam quýt ăn không được các bạn ơi. Giờ nó hư trơn, bây giờ đốn sửa bờ lại, người ta trồng ba cái chú cao nữa các bạn. Đây mấy cây chú cao. Này thì mới trồng nữa các bạn. Còn cái vườn bên kia là các bạn thấy không? Ở mình cũng có quay mà vô mình bẻ mấy bắp chuối ăn chị ăn đó các bạn. Đó, vườn chú cao bên kia nó giữ lắm tốt các bạn ơi. Bên đây thì cũng trồng chú cao mà mới trồng nữa các bạn, mới ban lại. Mới ban bờ xíu bờ lại, nó bờ bự lắm. Trồng bên ngang cũng đâu 3 cây các bạn. Chỉ tiền nha. Nó là ở đây cây. Đó cây rồi bên kia cây nữa. Cái bờ này là trồng bờ ngang 3 cây mà chỉ tiền các bạn. Mặt bờ này thì nó cũng khoảng 8 thước. Bờ này rộng lắm các bạn ơi. Từ đây qua tới mấy mương các bạn. Bạn thấy mấy mương không? 8 chục thước. Bên kia thì cũng bờ nữa các bạn. Nó tính trồng chanh mà chanh bông tím rồi các bạn, trồng chuối cao mà trồng chanh nữa, vườn chuối cao của tổ bên kia tốt lạnh sương các bạn, vườn nó cũng 2 con mấy, tổ cái tốt đó luôn đó, tốt tuyệt ngàn trống đó các bạn. Còn mình thì cũng mới đốn 3 cây mà chưa đốn hết nữa các bạn, mình cũng trồng chen vô 3 cây chú sữa với quýt thái các bạn ơi. Cam quýt giờ trồng nặng vốn mà ăn không được, trồng vô bị hư các bạn, trồng vô nó bị hư, nó vàng rồi trái rồi nó cũng bị sâu bệnh rồi. Xịt thuốc không lợi các bạn, này vụ này nó mới có bắp mấy bạn, mới trồng mà hổm lên con mà bứng ra trồng hết rồi đó. Cây đó đừng cho buồn nữa các bạn đó, thấy cái buồn chú cao mấy bạn tốt ghê không, dùng lại hơi rung nữa các bạn, chỉnh không được nữa. Đó, đây quay cái hướng này chá nắng các bạn ơi, quay không được các bạn ơi. Hướng này ngay trăng mặt trời lặn chá nắng. Đây nè, để mình quay cho mấy cây chuối lá sim cho các bạn xem nè. Hồi ôi buồn này nó tốt hết hồn luôn rồi mấy bạn ơi, coi nè. Chá nắng nữa. Đó, nhưng bự cho các bạn xem cho kỹ nè, cái buồn cho bá lửa luôn nè các bạn ơi, coi nè. Hết hồn buồn chú sim không các bạn. Quay kỹ lại cho các bạn xem nè. Đó. Biết bao nhiêu nãy không? Bên đây thì cái buồn này thế, nó cây này nó nghiêng qua đây, nó nhỏ các bạn ơi, ít hết biết có khúm chú cao này mà đó, đất lớp 1 đem vô đắp cái đập ngang đây nè mấy bạn, mà đất lớp 1 là nó tốt, chuối nó chịu nữa các bạn. Đây cũng mấy buồn luôn nè mấy bạn ơi, coi nè. Thôi mình bị mát rồi các bạn ơi. Buồn bự không à. Nay cũng buồn nữa nè. Con buồn này bên đây nó cũng buồn nữa mà nó hơi nhỏ. Nhụm qua nó thấy rõ mà ngặt cái nó rung véo rung quá các bạn. Chỗ này cũng buồn nữa mà nó núp
trong kính. Trong kính các bạn. Đó, bộ này cũng còn non. Vườn chuối cao nè, nó quay cận cảnh vườn chuối cao đây nè các bạn. Đó, kế bên với vườn mới băng nè. Vào lưới chân mình vô không được các bạn, mình đứng ngoài mình quay các bạn ơi. Đó. Cũng có buồn nha các bạn, buồn nó phức bên kia. Mà cái này cũng mới vẽ đâu vài đợt nhưng mấy cái cây trồng trước các bạn. Nó đó buồn mà nó bị phức rồi các bạn ơi. Lá không thấy. Này thì nó cũng mới chỗ bắp. Trồng bắp cam quýt giờ nó đơ cho gì nữa các bạn, ăn được. Trồng chuối vô tốt quá trời tốt luôn. Chuối thì hiện giờ lái mua giá chết luôn là 13 ngàn một nải hay gì đó các bạn. Tốt bên kia cũng có một nải uống buồn nữa. Hơi xa. Nhưng mà nó gung quá các bạn ơi. Tội bị mát rồi các bạn ơi. Bạn. Chứ bên kia cũng mới vườn nữa mà nó mới trồng các bạn ơi. Rồi video mình quay tới đây cũng xin kết thúc quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn xem video của Tông Phương ha. Rồi mình xin chào, hẹn lại clip kế tiếp quý vị và các bạn ơi.